Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh xe đẹp giá rẻ nha. Thì hôm nay em lên sóng review cho mình một mẫu xe Toyota Vios số tự động nha quý anh chị em nha. Thì hôm rồi em có lên mẫu Toyota Vios số tự động màu trắng thì em nhận được khá là nhiều cuộc gọi của quý khách hàng, nhưng vì có một xe thì em đã bán rồi, bán về Tây Ninh. Thì hôm nay em tiếp tục về cho nhà mình một mẫu Toyota Vios một chỗ mua mới từ đầu biển 51G45223 màu trắng nha quý chị em nha. Màu trắng là có làm quý chị em lo lắng hay không đây nè. Đấy, màu này dự là sẽ rất là hot nha quý chị em nha. 2017 nha quý chị em. 2017 màu trắng phiên bản số tự động nha. 51G45223. Xe này là nó dữ dằn lắm, full đồ chơi luôn nha quý chị em. Full đồ chơi từ âm thanh loa súp cho đến màn hình Android, cam hành trình, bi gầm đồ đầy đủ hết, nói chung xe cực kỳ đẹp. Đấy, full đồ chơi option. Đồ chơi của nó là chủ nhân của nó nội dàn âm thanh không nè, để mười mấy triệu rồi nha quý anh chị em nha. Nghe rất là hay, cực kỳ hay luôn, loa bass, đồ âm thanh loa súp, dán full phim cách nhiệt lộ xịn luôn quý anh chị em. Đấy, vui em thấy không? Cái gương nó phản chiếu ra màu khác à. Đấy, đẹp không? Số tự động trang bị trên mình 5 quả lốp, 5 quả mâm đúc, 5 quả mâm đúc nè, rồi phanh ABS cả dẫn động cả bốn bánh luôn nha quý anh chị em nha. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mời quý anh chị em cùng em đi một vòng quanh xe nè. Đấy, màu trắng nha quý anh chị em. Đấy, 2017 nha. Đấy, phiên bản E số tự động. Đấy, thấy chưa? Xe cực kỳ đẹp keng luôn, cả đùi gió luôn nè. Vios E nha. Xe này mà không mua thì quý chị em mua xe nào nữa, quá đẹp và dễ thương luôn. Full đồ chơi ốp mẹ chrome nè. Đấy, full phim cách nhiệt từ trước đến đằng sau. Đấy, có đu gió luôn nè, nhìn cực kỳ dễ thương nè quý chị em. Thấy chưa, đẹp lắm. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là ok, chỉ có 4,7 lít trong 100 cây thôi nha quý chị em nhà mình nha. Đây, nội thất của nó nè, à, quý chị em coi nè. Hệ thống lốp nè, lắp mới tinh, 4 thắng đĩa cả 4 bánh luôn. Trang bị ABS cả 4 bánh luôn nha. Gầm bệ thì miễn bàn. Đây. Gầm bệ thì cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cho quý chị em nhà mình xem nè. Đấy, gầm bệ của nó nè. Trời ơi đẹp. Dễ mang luôn quý chị em. Không có một tí gì gọi là rỉ sét hay là mục mọt nha. Đó, đẹp chưa? Tuyệt vời luôn, thực sự là quá đẹp luôn quý chị em. Đấy, gầm bệ của nó miễn bàn nha. Keo sùng chỉ nè, đầy đủ hết, không đứt mối một phân nào hết quý chị em. Nội thất của nó là màu đỏ kem nè, đẹp lắm. Rồi, trần nè, thấy chưa quý chị em coi. Trời ơi, xe quá đẹp luôn quý chị em. Giá thành vừa phải nữa chứ. Giá này mà quý chị em không mua thì mua xe gì nữa. Vô lăng nè, quý chị em coi cái vô lăng của nó nè, đẹp không, tuyệt vời. Đấy, xe này mới chuẩn xe hộp số tự động đấy nha. Đấy, hệ thống loa súp nè, chỉnh âm thanh nè. Đấy, loa súp nè, chỉnh âm thanh cực kỳ hay. Đấy, đây là gắn sạc điện thoại nè. Đó, quý chị em coi hệ thống loa súp của nó nè, sạc điện thoại nè, màn hình Android nè, camera hành trình nè, rồi ở áp suất lốp nè, đầy đủ full đồ chơi. Đây là áp suất lốp nè, đây là camera hành trình lộ xịn nè. Đấy, màn hình Android nè. Đấy, cái độ gương kính cụp xe tự động nè. 2017 nha, Vios E số tự động nè, cô bác bản đề nè, đẹp tuyệt vời. Cặp số tự động nhìn rất là keng luôn. Đó, loa súp nè. Đấy, nhìn hay tuyệt vời, nhạc rồi là miễn vàng luôn. Đây, loa súp gầm nè nha quý nhiệm nha. Đây, súp nằm dưới bộ ghế nè. Đây, đó, cái lô súp của nó nè, hay lắm, tuyệt vời. Nhạc đánh lót sàn lót bọng, nhạc đánh là rung rinh luôn. Đây, cốp của nó đây, hệ thống cốp của nó nè, rộng rãi cực kỳ. Đây, mở rất là nhiều vô vô ly nha. Đấy, đinh bon là còn nguyên hết quý chị em. Đinh bon keo sùng chỉ của nó hầu như là còn nguyên hết, chả ảnh hưởng cái gì. Đó, thấy nè, thấy chưa, đinh bon còn nguyên hết. Đó, lớp nè, lớp mâm nè, dinh theo xe hết luôn nha, dinh theo xe cho bà con luôn. Quá tuyệt vời.
Rồi, xin mời quý bà con cùng lên xem có động cơ của nó như thế nào nha. Động cơ của nó xe còn đủ chìa khóa zin cho bà con luôn nè. Đấy, đấy, gương zin Toyota luôn nè. Đấy, dán kiến 7 màu luôn nè. Thấy chưa? Đấy, đăng kiểm dài nha, đến tháng 4 2026 cho bà con luôn. Đấy, có nghĩa là bà con khỏi lo nè. 2 năm nữa mới đăng kiểm lại nha. 2 năm nữa mới đăng kiểm lại. Đó. Đây, quý bà con có hệ thống máy móc của nó nè. Nhìn cực kỳ keng nha. Ừ. Máy trắng nè, VVTi, thấy chưa? Máy zin luôn nha bà con nha. Đấy. Máy zin luôn. Đó, bà con coi đẹp chưa? Tuyệt vời. Ốc chân máy rồi nè, nhìn đẹp không? Đó. Ốc chân máy rồi nè, mới bảo dưỡng hết nè. Đinh von là còn đầy đủ hết, bà con mua về là chỉ sử dụng thôi. Không phải làm gì thêm nữa. Đấy, xe đẹp chưa? Đen kia xe quen. Ốc tán đinh von phanh ABS thì nằm đằng sau đây nha. Máy móc nè. Đó. Quý bà con nhìn một cái là yêu luôn. Quá đẹp, quá tuyệt vời quý bà con. Rồi, 2017 phiên bản E số tự động bên em chào bản với giá là 325 triệu cho mẫu Innova 2017 số tự động này. Quý bà con tới CMC là có bớt, có thương lượng lọc lẽ cho quý bà con. Đấy, bớt cho bà con từ 3 đến 5 triệu cho nó nhanh gọn là còn 320 triệu. Đấy, nhanh gọn lẹ luôn. 320 triệu cho mẫu Innova 2017 này. Đấy, 320 triệu cho mẫu Innova 2017 số tự động E này nha quý bà con nha. Nhanh tay alo cho em để có giá tốt nha quý bà con nha.